Nên biết những điều kinh này dạy Là cực kỳ đơn giản và dễ dàng Pháp môn dễ nhất, đơn giản nhất Nếu chấp trì danh hiệu Không kể rảnh rang hay vận biểu Không kể động tình Đi đứng, nằm ngồi Đều có thể tu được Đoạn này muốn nói gì? Phương pháp tu tập Rất đơn giản Không kể cuộc sống hàng ngày của quý vị Bận biểu hay rảnh rang Không kể động hay tịnh Quý vị ngồi để niệm Phật Niệm Phật khi đang đi Hay tản bộ cũng được bất cứ thời gian nào hay nơi chốn nào chỉ cần không suy nghĩ không phải vấn đề suy nghĩ thì có thể niệm được hết trừ phi lúc ngủ suy nghĩ thì có thể không niệm còn lại lúc nào cũng có thể niệm đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm quý vị khi nằm nghỉ thì không cần thành tiếng cứ niệm thầm bởi vì khi nằm mà niệm thành tiếng thì tổn khí sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nằm trên giường chỉ nên niệm thầm là tốt nhất quý vị thấy Thấy đơn giản không? Nên biết những gì kinh này dạy Kinh Di Đà đã khai thị cho chúng ta Nải chí tiệp Tiệp là nhanh Không có pháp môn nào Có thể thành công nhanh hơn ngắn nhất ngắn là đường tắt là con đường ngắn nhất cho người phàm phu thành phật quý vị có thể thành công bằng con đường ngắn nhất pháp tức phương pháp môn là con đường là con đường pháp môn nhanh nhất Ngắn nhất Phương pháp thành Phật Con đường thành Phật Pháp môn xưng danh hiệu Đây chính là niệm danh hiệu Phật A-di-đà Đây là một pháp tu không kể hiền hay ngu không luận nam hay nữ người giàu kẻ nghèo dù sang hay hèn đều có thể tu nó không lựa chọn đó là pháp bình đẳng bạn là thánh hiền cũng được bạn là người ngu si cũng không sao nam cũng được nữ cũng tốt bần cùng cũng tu được giàu sang cũng có thể tu sang là người có địa vị xã hội hèn là người dân đen không kể giàu nghèo sang hèn đều có thể tu Tìm đâu ra một pháp môn như thế à, Nếu tất cả 8 vạn 4 ngàn pháp môn Đều chỉ cần những điều kiện như thế Thì rất nhiều pháp môn phải bị đào thải Chỉ có trì danh niệm Phật là đầy đủ nhất Nên biết những điều kinh này dạy Kinh ở đây là tiểu bổn kinh di đà Đương nhiên tiểu bổn như vậy Thì đại bổn cũng không ngoại lệ Đại bổn, tiểu bổn đều là một bộ kinh Một bên nói rất đơn giản Một bên nói chi tiết Với phần tử trí thức Những người ngày nay thì chi tiết hơn nếu không nói chi tiết Sợ họ không hiểu Không thể tiếp thu Kinh Di Đà có thể dẫn dắt những người Có nhiều thiện căn, Phước đức nhân duyên còn đối với những người phước đức thì căn ít hơn một chút Thì có kinh vô lượng thọ Họ nghe kinh vô lượng thọ Những người này sẽ tin ngay nè là pháp môn thu nhiếp rộng nhất nhiếp thọ chúng sinh có thể nói đây là đương cơ của pháp môn này phù hợp với những người đủ điều kiện tu pháp môn này rất nhiều có thể không tìm ra một người Tìm không ra người không phù hợp Với một pháp môn như thế Ai ai cũng có thể tu Ai ai cũng có thể vãng sinh Ai ai cũng có thể thành Phật Ngay trong đời này Có thể tìm được không? Rất khó Điều này chúng ta không thể không biết Chúng ta không thể không cố gắng học tập Các pháp môn trong 8 vạn bốn ngàn pháp môn khác Không chắc chắn thành tựu Chỉ duy nhất pháp môn này thôi Đúng như lời của Pháp Sư Thiện Đạo nói Vạn người tu thì có vạn người vãng sanh Chúng ta phải tin câu nói này chỉ cần không làm trái với tâm Bồ Đề Bạn phải tùy thuận tâm Bồ Đề Nhất hướng truyền niệm Thì bạn nhất định sẽ thành công Trong tất cả các kinh Các pháp môn Nếu nói đến nhiếp cơ thực sự thực hiện được rộng lớn nhất thì chỉ có bộ kinh này ngoài bộ kinh này ra bạn không tìm thấy ở bộ thứ hai còn về trong tất cả pháp môn niệm phật mong cầu rất đơn giản đơn giản dễ thực hiện đơn giản nhất và dễ thực hiện nhất trí ổn đương giả an ổn nhất không gì hơn tính nguyện chuyên trì danh hiệu niệm danh hiệu phật a di đà lại nói a di đà phật là vạn đức hồng danh lấy danh để gọi đức không lúc nào hết ý câu này rất sâu sắc tuy thâm thúy nhưng tôi tin những người đồng học có thể hiểu được có thể đón nhận được vì sao vì chúng ta đã nghe đã học tập trải một thời gian dài chúng tôi khẳng định không chút hoài nghi rằng danh hiệu A Di Đà Phật đích thực là vạn đức hồng danh. À, cái... Triển khai danh hiệu này chính là kinh giáo do tất cả Phật Như Lai trong ba đời mười phương nói ra. Một câu có thể bao hàm tất cả Cầu danh hiệu này Cũng thu nhiếp đầy đủ Tám vạn bốn nghìn pháp môn Vô lượng pháp môn Quý vị niệm một câu A-di-đà Phật Là có thể niệm được tất cả Phật Pháp Không sót điều nào Niệm một câu A-di-đà Phật Là có thể niệm được Vô lượng vô biên chư Phật như lai Trong ba đời mười phương Tất cả đều có mặt trong đó Hai cuốn lớn nhỏ đều nói đến Phật Chư Phật mười phương khen ngợi Di Đà Chư Phật mười phương Sừng Phật A Di Đà Là quan trung cực tôn Phật trung chi phương Tức cực tôn trong các thứ ánh sáng Vua của chư Phật Mười phương các chư Phật như lai Không ai là không quyền chúng sinh Niệm Phật cầu sinh thế giới cực lạc ở phương Tây Quả thật không đáng nể sao Sự thù thắng không gì sánh được Của việc niệm một câu A-di-đà Phật Quả là không thể nghĩ bằng Lấy danh chiều đức dùng danh hiệu này để tìm cầu các thứ công đức đức ở đây bao gồm tu đức tánh đức tu đức tánh đức thường đến nói cách khác bạn đã viên mãn rồi Vì thế Chấp trị danh hiệu là chánh hành Người tu nhất định phải nắm rõ Ta chỉ niệm Phật Chỉ một câu danh hiệu Phật Không cần phải tham cứu hay quán tưởng Vì niệm Phật có bốn loại Quán tưởng niệm Phật Quán tưởng niệm Phật Thật tướng niệm Phật Tất cả những thứ này đều không cần Chỉ trì danh niệm Phật Khi đã niệm đến độ tương ưng Thì ta được cả bốn thứ niệm Phật Tham cứu là thiền tông, giáo môn Không cần đến Quý vị chỉ cứ một câu danh hiệu Phật mà niệm Bạn xem cực kỳ đơn giản Đơn giản nhất, dễ dàng nhất Con đường ngắn nhất Đó là con đường nhanh nhất Để bước lên quả vị Phật Đó không phải Bồ Tát Đạo không phải thanh văn đạo Không phải duyên giác đạo Lại càng không phải thiên đạo Đó là con đường bước lên quả vị Phật Là con đường viên mãn rốt ráo Của tất cả Pháp thế gian và suốt thế gian Ta có thể không tu sao Ta không cố gắng để thực hiện sao Trải qua 60 năm tu tập Tôi đã tin Càng học Càng tin Càng học càng không nghi ngờ Càng học càng vững vàng thậm chí trước đây tôi còn muốn học tấm gương đại sư liên trì đại sư liên trì là một người học rộng biết nhiều về cuối đời ngài buông bỏ tất cả chỉ còn lại một bộ kinh di đà và một câu a di đà phật tôi cũng muốn buông bỏ tất cả cả đời học một bộ kinh nhưng lúc đó thầy tôi vẫn chưa truyền bộ kinh đó cho tôi mà truyền cho tôi cuốn di đà kinh yến giải tôi muốn cả đời chỉ học và giảng yến giải Sau này Thầy truyền bộ kinh này Thấy nó Tôi mừng lắm Thôi không giảng kinh hoa nghiêm Mặc dầu đã giảng được một nửa Tôi tập trung vào giảng kinh vô lượng thọ Đã giảng được 10 lần làm sao để có được an lạc tuyệt đối Nó không có mặt trong thế gian này Thế gian này Trong các kinh điển Phật Thích Ca Mâu Ni Đã cho chúng ta biết Đây là thế giới Đầy rẫy những đau khổ Ba loại khổ Đó chính là khổ khổ Hành khổ, hoại khổ tam giới đều khổ Không có được niềm an lạc đích thực Vậy thì an lạc thật sự nằm ở đâu? Ở thế giới cực lạc Muốn có niềm an lạc thật sự Phải tìm đến Phật a di đà Vì thế trong này đề cập Nương vào đâu để có an lạc mãi mãi phải đường vào đại nghĩa môn đại nghĩa môn là quốc độ an lạc của phật di đà người trung quốc nói về nghĩa ý của chữ nghĩa này là hợp tình hợp lý hợp pháp nó không mang nghĩa thông thường là đại nghĩa mà phải đầy đủ tình lý pháp Đây chính là việc khuyên chúng sinh nên tu tịnh độ Giới thiệu thế giới cực lạc cho tất cả mọi người Đó chính là đại nghĩa Đầu tiên là khiến cho chúng sinh nhận thức được thế giới cực lạc là... khi hiểu rõ thế giới cực lạc là... họ sẽ sinh tâm hoan hỉ họ sẽ tin tưởng chắc chắn muốn về đó lúc đó bạn mới dạy cho họ phương pháp cơ bản nhất là tụng đọc kinh sách Tụng đọc bằng cách nào? Chuyên đọc tụng một bộ kinh Không được lan man Cũng đừng tham lam đọc nhiều Vì sao? Vì đọc tụng nhiều thứ Thì tâm của bạn sẽ không chuyên nhất Cứ bộ kinh vô lượng thọ Ngày nào cũng tụng À Đọc xong lần một đến lần thứ hai Lần hai xong đến lần thứ ba Người xưa nói Đọc sách nghìn lần Tự thấy nghĩa lý của nó Nếu đọc được nghìn lần Thì chắc chắn niềm tin của bạn Không thể thay đổi Bạn sẽ nhất tâm nhất ý Cầu sinh tịnh độ Bạn không còn suy nghĩ đến những việc khác nữa vì thế khiến họ nhất tâm chuyên chí nguyện sinh sang nước đó là vì muốn chứng bồ đề vô thượng vậy sớm thành tựu sớm chứng đắc đây không phải là bồ đề bình thường mà là vô thượng bồ đề thành Phật quả vị như lai. Bằng cách nào? Bằng nhất tâm chuyên niệm. Trong câu này nói là nhất tâm chuyên chí. nhưng trong kinh này gọi là nhất hướng chuyên niệm chỉ cần mong muốn như vậy còn những mong muốn khác không cần còn mong sinh về thế giới cực lạc ở phương tây và ở luôn bên đó Sống một đời sống đơn giản Thanh thản Buông bỏ tất cả mọi thứ Không đi nơi nào khác Tâm thái như thế Chúng ta phải hỏi Liệu họ có sợ thiên tai hay không? Nếu lúc này có người bảo với anh ta Tai nạn sắp xảy ra thì anh ta vẫn điềm nhiên Vì sao? Vì trong lòng anh ta lúc nào cũng muốn sinh về tịnh độ Cho dù tai nạn có đến đi nữa Thì càng đúng lúc Với tai nạn trước mắt Anh ta đã không ngại Không hoảng loạn Cứ như không Vì sao anh ta không sợ Vì trong lòng anh ta chỉ có Phật A-di-đà Phật A-di-đà gia trì Bảo hộ cho anh ta Nếu có cộng nghiệp Thì anh ta vẫn vãng sanh Nếu không có cộng nghiệp Thì anh ta được ở lại Ở lại để làm gì? Ở lại để cứu giúp những chúng sinh khổ nạn anh ta là một vị Bồ Tát Anh ta cần phải cứu giúp chúng sinh Tất cả những gì đã nói Đó là tùy thuận tâm Bồ Đề Và làm trái tâm Bồ Đề Chính là để làm rõ những khác biệt của việc phát tâm Phần trước chúng ta đã nói Ba thứ trái với tâm Bồ Đề Ba thứ tùy thuận tâm Bồ Đề Để cho chúng ta phân biệt được Hai mặt trái và thuận của sự phát tâm Phạm những người phát tâm Bồ Đề Để tu tập tịnh nghiệp Phải để tâm cứu xét hội là lãnh hội cứu cứ là tham cứu à, luôn tháng luôn tháng kiểm tháng. điểm tự vấn lòng à, mình liệu ta đã đi ngược với tâm bồ đề hay chưa? hay là ta đã đi đúng với tâm bồ đề? phần tiếp theo, đừng bao giờ đi trái với tâm bồ đề, làm trái bổ nguyện làm như thế là sai lầm. bạn tự ngăn đường đến cực lạc của mình, tự mình chướng ngại mình vãng sanh. Cả một đời tu Cuối cùng lại rơi vào luân hồi lục đạo Việc này có quan trọng không? Quan trọng Vì sao? Vì ta đang ở đây Bạn hãy thử nhìn xem Rất nhiều người bạn đồng tu của ta Sao họ không thể vãng sinh? Điều này đã hai năm rõ người Tất cả những khởi tâm, động niệm, lời ăn tiếng nói, hành động của họ đều trái với tâm bồ đề. Đó chính là nguyên nhân để họ không thể vãng sinh. Chúng ta không thể không chú ý vấn đề này, chúng ta không thể không biết nếu ta phạm phải thì sau này ta cũng sẽ không được vãng sinh. Cách sao được người khác Điều này phải tự trách bản thân mình Người khác không ngăn được ta Khi ta niệm Phật cầu vãng sinh Thì không ai có thể ngăn cản được Điều mà quỷ thần cũng không ngăn được Oán thần trái chủ cũng không ngăn được Vậy ai ngăn được tự ta ngăn ta Đây là điều có thật tất cả yêu ma quỷ quái oán thân trái chỗ đều khiêu khích ta để ta tự ngăn cản chính mình nếu ta không tự ngăn mình thì tất cả những người đó không làm gì được mình chúng ta không thể không nắm rõ điều này chúng ta học tâm bồ đề đến đây Tiếp theo là phương pháp tu tập Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật Kinh Vô Lượng Thọ đã hướng dẫn phương pháp cho chúng ta Trong hai câu Nhất hướng chuyên niệm Một là phương hướng Một là mục tiêu Phương hướng đó là thế giới cực lạc ở phương Tây Mục tiêu là thân cận Phật A-di-đà Thực hiện được hai việc đó là chúng ta đã thành công Quý vị xem, phát được tâm Bồ Đề Có thể nhất hướng truyền niệm A-di-đà Phật Chắc chắn người này sẽ vãng sinh Khi sinh sang thế giới cực lạc ở phương Tây chắc chắn sẽ thành phật công đức tròn đầy quyết tâm buông bỏ thế giới này đừng tham nhiễm thì nhất định sẽ thực hiện được di đà yếu giải viết trong tất cả các phương tiện con đường nhanh đến và rốt ráo Không gì hơn niệm Phật Để cầu sanh tịnh độ Đây là lời của Đại sư Ngẫu Ích Tất cả phương tiện là gì? Đó là giáo lý Đại thừa Tám vạn bốn ngàn pháp môn Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn đó Nếu muốn tìm con đường ngắn Đó là gì? Ngôn ngữ ngày nay gọi là không đi đường vòng Đi thẳng Có nghĩa là nhanh nhất đến được viên đốn không những nhanh nhất mà còn đường thẳng nhanh nhất lại còn viên mãn đốn xíu